quay cảnh phụ giờ một về đêm. Đêm nay là giỗ tổ Hùng Vương thứ năm, nhưng mà này là ngày lễ cho nên cũng đông lắm. Nhưng mà bình thường thì ngày chủ nhật với thứ bảy nó đông, còn nay ngày thứ năm nhưng mà tại vì là ngày lễ thối cái giới trẻ hay ra ngay chỗ này nè, chắc tin ngay chỗ nhà sáu Hùng Vương này. Uống sữa đâu này nóng rồi vậy, bắt dưới là lạc đó, uống sữa đâu đó với đẻ đó. Giờ mình chạy vòng 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 quanh mấy con đường thị xã cho các bạn xem nha. Ở bên đó là chùa Thiên Hậu. Có biết nét kìa. Net Coffee and Tea là tiết giống. Đây là mod. Đó góc đó là cà phê Phúc Long. Chạy vô chỗ này có hai cái quán hay đó, nó mở ra mà thấy đông lắm, giới trẻ nó bu lắm thì đông lắm mà. Mod nè. Đây tiệm chè Hỷ Việt. Hỷ Việt. Còn bên kia là ẩm thực Hà Thành, bún đậu mắm tôm, bận đông nghẹt. Đó, bún đậu mắm tôm á. Còn phía lên đây là mấy cái điện máy hồi xưa giờ Trung Tính rồi nè. Trung Thảo. Phía trước đó là Nguyễn Kim. Giờ đi đây mình đi xuống chợ nha. Này, chỗ này có lottery nè. Lottery. Đường thẳng trước mặt là Nguyễn Thái Học, đi xuống chợ đêm. Đi qua bên đây là đường Đoàn Trần Nghiệp. Ở chỗ này tối nó có bán mấy cái đồ ăn vặt, lẩu bò, bánh mì, sữa đậu nành, sữa xanh, khoá lẩu bò, đủ thứ. Bánh bao, bánh cà vé, á cảo. Bên đây có mấy tiệm vàng. Xe được chơi nít.
có tiệm kem mà là đánh trẻ nó bu đông ghê. Khu này ban ngày là chợ cá, ban đêm là giờ là đủ thứ nè. Sáng vẻ quê tôi trà đào, cô ba bánh tráng nướng. Ở bên này là sông Bình Đằng nha. Sông Sài Gòn, chính xác nó là sông Sài Gòn. Tại mình hay gọi sông Bình Đằng, tại đường này là đường Bình Đằng. Nhưng mà tên chính thức của nó là sông Sài Gòn mới đúng. Nhưng mà dân Bình Dương cứ gọi là sông Bình Đằng, sông Bình Đằng không à. Đây, đường này là đường Bình Đằng nè. Bãi giữ xe nè. Đây mình hướng mình đang di chuyển lên khu mà nó mới lấn bờ kênh, nó làm đường Bình Đằng nó dài. Giới trẻ tối chiều cũng ra đó chơi nhiều lắm, phải mấy ngày nay nóng nực đó nè. Chiều cái người ta ra bờ sông người ta đi dạo hóng mát rồi. Cho nó mát chút xíu tối về ngủ. Nhất là mấy bạn mà ở nhà trọ rồi, trời nó nóng quá chịu không nổi, cho nên người ta đi ra đây. Người ta chơi tới mát người ta mới về. Đó, cái đây nhìn lên cái hướng đó đó, các bạn thấy đèn có chừng đèn màu đủ thứ, đó là bờ sông Bình Đằng á. Dân chuẩn bị mình để tải đi vô chỗ bà trong Bình Đằng, chỗ mấy bạn trẻ hay ăn bắt rồi nha. Kia là bờ sông. Bờ sông Bình Đằng chỗ này, cái đoạn đường này là mới lấn ra nha. Mới lấn bờ sông ra là tức là mình đang chạy cái này là hầu đó là con sông nè. Lấn ra một khoảng lớn vậy đó. Bờ kè lấn rất là. Tối người ta ra đây chơi đông ghê không? Đây, bờ sông Bình Đằng. Chị em ta để thấy đây rồi ta lên đó người đi dạo. Theo thông tin đó thì 30 tháng 4 này có biểu diễn nhạc nước ở đây nè. Nãy chạy ngang dưới thấy nó có chuẩn bị mấy cái dàn nhạc nước ấy. Để tới lúc mà có dàn nhạc nước biểu diễn là tôi sẽ ra tôi quay cho các bạn xem nha. Rồi, theo thông tin thì ngày 28 là đua thuyền truyền thống ở sông Bình Đằng này nữa nè. Năm nào cũng vậy, 30 tháng 4 mỗi năm là đua thuyền truyền thống với lại 29 ở sông Bình Đằng nè. Cái này đèn đỏ mà tại vì mình chạy bên phải cho nên mình được đi chứ không phải là vượt đèn đỏ nha.
ở mấy cái dàn, mấy cái ống đen đen, có mấy thùng phi rồi đó là cái dàn nhạc nước, chuẩn bị biểu diễn nhạc nước. Ở đây có quán cà phê Catinat nè, ở trên lầu đó, các bạn lên đó uống cà phê, nhìn xuống sông Bình Đặng này cũng chiêu lắm. Rồi đến đây tôi xin kết thúc cái video clip này ở đây nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái video sau. Các bạn xem mà thấy hay nhớ cho một like với lại bấm đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Xin chào.